hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà. Dạ hello cả nhà nha. Hello cả nhà nha. Hello cả nhà. Dạ bữa nay mấy anh em có đi đi du lịch nha cả nhà. Là bốn bánh đấy đúng không? Đi xe du lịch nha cả nhà ơi. Đi xuống tới Tiền Giang với nè cả nhà. Hôm nay là đi xuống cũng đi đám của người bạn cả nhà mình đó, cũng cũng idol trên mạng á. Thì cả nhà mình muốn biết ai thì mời cả nhà mình theo mấy em nha. Sẵn đi du lịch luôn nha cả nhà. Đây là tài xế của mấy em nha. Đó, chó rồi nha. Cái thằng mà gương này nè. Đúng rồi. Nhìn nó lựa em bữa đó đó cả nhà thấy không? Coi em nhớ này. Dạ thôi giờ mình đi lên xe nha cả nhà mình ơi. Giờ trong con chở rồi đại em đợi anh em tập trung lại là rồi, đầy đủ hết lên xe. Ai ngồi dưới giữa kìa. Tôi ngồi bè bên kia đó. Tôi đó. Anh đi. Anh ngồi trước là trước đi trời. Tao mở cửa cho tao cho thằng Trâm nó ổn chứ đi để đây mở sao lên sao này lên trước nè tôi bắt sao mình ra tôi đó trời ơi đây cả nhà bà vợ sao mình nhiều như đâu chứ trời một đống đồ luôn á cả nhà ơi sao mà không kêu, kêu người ta kéo ghế lên ơi đậu quan sao nè đưa cái bọc cái vali đồ đi cho tao nhận ôi cái vali đồ xương mẹ đây cho tao rồi đánh lên ở dưới xe cả nhà ơi quá ơi quá ơi đưa cái bọc sau lưng mày à ừ đó đó lên đây có không có đi tao đó không này hả ừ này hả ừ mày nhỏ xíu vậy ừ có mấy đem theo có mấy bộ sao ba người phải không hai người ba người đi hai người ra hai người sao đi hai người ra để đồ nữa nè với cái cặp nữa nè ừ ở sao mấy người hai người ở đây có ba người nè hả ừ rồi ba người đi dựng lên ơi ông cố đúng rồi cố à bà vợ kẹo ba bữa luôn đúng rồi ê mình đi ơi dạ rồi cho cái đạn cái tài xế ơi cho cái đạn cái tao hù chúc. Ừ ông cố chuyện con gà nha con gà đó chưa lâu lắm rồi mấy anh em mới dẹp đi chơi vậy nha cả nhà thì mời cả nhà mình đi cùng anh em đi du lịch nha cái đèn ngoài đó đó trên tàu xây gà chưa đóng cửa rồi ok đúng không rồi đang ra đóng cửa rồi để cho bạn tài xế đóng cửa tới đi chứ bạn máy đang cầm hai ba cái máy rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ là đi thôi. Let go cả nhà ơi. Let go. Ây da. Ây da. Ây da. Trời ơi trời. Cái định thuốc tây. Gì dạ? Cho mối. Trời ơi là trời. Thấy chưa cả nhà lên xe là vậy đó. Em dở lắm cả nhà. Rồi. Ngủ rồi đó. Mình cho một cái bắt người phải đi. Rồi vô. Let go let go. Mở cửa luôn anh ơi. Dạ hello cả nhà hello cả nhà dạ thì đây nha. Hồi nãy giờ mấy anh em lên xe cũng khá là lâu nha nhà đường cũng quá xa luôn bây giờ đây nè hồi nãy lên xe hứng khởi lắm đó tiêu chạy đó tiêu rồi đây cái nhà lên xe hứng khởi lắm giờ ngủ nè đó thấy không lên xe lúc nào cũng ngủ chứ đây đây là bé lũng đây ngủ ghiếc cái mỏ càng ngày càng nhọn nha cả nhà ơi giờ chỉ đợi trưa nữa mấy em sẽ nó bụng thì anh em sẽ ghé vô ăn nha cả nhà bữa nay chung mà đông đủ anh em cho đi chơi quá là vui luôn nha cả nhà mình ơi nhưng mà xuống tới đâu nữa thì em sẽ quay cho cả nhà mình xem nữa nha cả nhà mình theo dõi cái hành trình đi du lịch của mấy anh em nha cả nhà dạ hello cả nhà nha chào cả nhà ơi đi từ sáng giờ thì cuối cùng bây giờ là cũng tới cái bè Tiền Giang rồi cả nhà ở đây còn thằng nước mặn nhọn nữa tiêu trời trời ơi trời ơi lại tờ ngủ kìa còn đây ham thằng này ngủ từ sáng giờ luôn đó nha ngủ đi ngủ từ sáng giờ nhưng mà cái này nói chung là cũng lê quay tới cái điểm đích rồi nha nhà trời từ sáng giờ đó nó đầu ngựa chân một giờ lấy xe bởi vì em ngủ sáng em ngủ không được mấy chị cả nhà mình à bây giờ mấy anh em ai cũng bơ vợ giờ đó lâu lâu đi làm đuối lắm á bây giờ một lát nữa mới tới nha nhà thì giờ nào tới em quay cho cả nhà mình xem nữa nha giờ cameraman có giờ đang sụ gô mép hết trơn à sụ rồi sụ mà còn tư gối rồi sụ vậy ai còn tư gối chứ
Bây giờ đây bữa nay cũng nhờ bạn Thập nha. Bây giờ đây đây để lấy gì lắm nữa qua làm đi rồi hồi qua ăn cơm nha. Rồi thôi nha, đi đây còn tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi điện tôi nha con. Rồi rồi rồi. Rồi anh em lên kiện. Đi bắn đây đi, chạy bắn đây. Rồi không. Rồi về đi nước con gái. Bây giờ đi hôn má một lần có người giùm em nha. Mình lên phòng đầu này trước giùm em, vừa rút ra được phòng đầu giùm em nha. Rồi. Rồi, bây giờ lên lên phòng thôi nha các nhà. Ờ, vậy mình ở ngoài này. Nói mình lên phòng để ở chung đi, rồi lát hồi thấy phòng đi. Dạ, được rồi. Chứ xong em lại phòng được mấy lần từ trước. Dạ. Một lần. Từng người ghế em kia. Ai lên trước lên đi. Bắt cái ghế đen ngon. Trong em về. Bây giờ gà mập đồ lên trước đi mập. Anh lên sao? Trước đây. Lên trước hậu đây, bốn người vô trước đây. Con ngọt quá anh. Lên trước đây mập. Cái gì? Thổi luôn, thổi luôn con ngọt. Thấy cái gì? Ngồi đây chơi luôn đi. Ngồi đây đợi âm. Bao nhiêu mặt nhăn như trời. Phải, sáng giờ phải. Đi xem ngủ không có được đó nha. Em ngủ không có được. Có xe ngủ được đây. Ngủ cái không thấy tôi ngủ không? Có thằng tài xế xuống trời ơi là chào mày, tài xế mày ngủ tao lại tao luôn. Cái chuyện sao mà chết bớt vậy trời? Có thằng thư nộm với nhà làm hai nó ngủ cũng xiên xuống. Có tao nè. Nhưng mà không ngủ đâu. Thằng mập tới ngủ vậy nè. Tao thấy nó ngồi mẹ luôn. Ngủ nhiều à ông ơi, ngủ thịt tỉnh rồi. Rồi rồi lên 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 lên. Dạ. Wow, what's up, what's up? Yo, xích vô, xích vô. What's up, what's up? Rồi, nó lên lầu mấy đi. Ủa, lầu mấy? Lầu 3, lên tới lầu 3 chứ hả? Ai biết đâu. Ủa, người bé cứu bóng cái lầu mấy gì trời? Họ lộn thì mình đi xuống lại. Trời ơi, lại trời mày gánh nữa rồi. Tại nghe nói lầu 3 mà. Lầu 3. Biết phải không? Nói sao kỳ kỳ. Over here. Over here. Phải không? Phải không trời? Điện ơi. Trời ơi, anh chào. Mày đi cái phòng gì đi? Điện ơi. Ông lại người ta luôn, cái lại trời em tức cái nhà. Để em điện. Trên đây không phải ngã đâu, chắc còn bay gì á. Để em điện vô ổng đó hả? Chưa từng thấy thì quay quay xây luôn, xây. Xây này. À nhẫn thì cả nhà hư vậy lên tới chạy vậy đó. Mày vô nè, chạy. Mày nhìn xuống vui chứ không? Không ở lầu mấy gì chứ? Alo. Ôi trời ơi, không có máy nữa à. Alo. Mày lấy mày phòng lầu mấy vậy? Trời. Ừ, thơ lại trời ông cuốn rồi xe bóng thích đặt qua chả thơ nội ơi. Lầu 1 hả? Cái gì? Lầu 1 cái gì? Lầu 1. Rồi rồi rồi. Ừ lại trời. Mình có cuộc trải nghiệm thật là vui đó mà. Phòng 1. Lầu 1, phòng 100. Tao cũng lại luôn, không biết tài lanh tài này cũng bấm nữa ông nội cái này á. Nó bấm cái phòng 3. Phòng 3. Phòng này cũng hồi đồ mới. Phòng mới đó vậy. Rồi vô phòng mới. À. Rồi vậy tắm đi nhà ơi. Rồi. Chưa tôi chưa tắm được, để tôi đợi lát chẳng phòng này qua bên kia nữa. Có lực tùy ý. À cả nhà ơi, đi đây sao cả nhà? Bỏ chiếc phổ ra hả? Chà, bữa nay là không khí Tết quá trời rồi cả nhà luôn kìa. Lần đầu tiên nói chung là mấy anh em lần đầu tiên xuống tới Tiền Giang dưới này luôn nha cả nhà ơi. Chứ hồi đó giờ không có đi xuống Tiền Giang là lần nào chứ. Trời ơi cả nhà. À, có 3 người, 4 người em ở cộng dưới kia thì xỉn, anh hai với thằng nhọn là ở dưới phòng dưới rồi. Em này phòng lầu 2, anh lầu 1 ở trên này. Bây giờ nghỉ ngơi tắm rửa nha cả nhà ơi. Đặng lát nữa mình còn đi ăn uống nữa, đi vòng vòng đi chơi nữa nha cả nhà. Để em đi tắm. Được không? Trời ơi, cả nhà. Đi xuống trước kêu ăn không ngủ gì hết trơn á.
đi ăn sầu riêng. Mấy người ăn đi. Sao? Cái này để tống lên chỗ này. Cái nào? Ăn kẹt nó lọt ra. Sao? Cái này để tống lên chỗ này. Cái nào? Ăn cơm đi. Đi ăn cơm chứ, giờ ăn gì lát xong cơm bắt đầu đi. Ăn nữa không? Không. Trời ơi, trời, lấy trái ba tôi ăn rồi. Giờ sao cuối không? Ba thằng tôi ăn cơm. Ba thằng ăn trái đó không hết đâu, mình ăn khác. Trời ơi là trời ơi, chú hai ông gì đâu, ông dạy dữ thật gì trời. Dạy là giỏi sao? Dạy thôi. Dạy dữ giỏi sao riêng vậy đó. Ê. Tính xác mình ăn muối mình nó ăn gì? Dạ cốt. Nghe cốt. Mình là mình bánh rồi mình. Là bánh. Cái này còn học, còn học bữa nước bỏ bữa ra không bữa ra. Đang nóng trong đang mệt chung mình. Mình. Tối sao hết cái chuyện. Dạ. Mời cái nhà mấy này biết sầu riêng nhớ nha. Này sầu riêng sầu riêng của anh đây bán nè. Sầu riêng ok. Sầu riêng quá ngon rồi. Ngon hả? Này mà mở quay mày cả nhà. Này muối dưa quên. Mày dễ quên thiệt chứ. Nhờ vô thằng camera đi. Sạch tiếng chính nha mấy chị. Anh cầm máy cho ăn đi bạn. Không, cái này thấy nhỏ nhỏ thì chứ hộp nó bếp dữ lắm. Dạ. Đúng rồi, ăn hộp lép mà. Em mời cả nhà mới xe viên nha. Trời ơi, tối nay tắt tiếng luôn rồi. Để ăn gì dần đi. Cái diện tựa có một cái nó mắc nè. Ờ đúng rồi, có gì được trong cái mắt rồi, đi nó anh trai ơi. 160 anh. Nữ gì? Đây, 160 mấy anh chị. Cái vậy tao có ăn đâu mà chỉ tao. Ông cười gì? Ông cử. Rồi, cười. Rồi, chỉ có cho trời cũng cho nữa. Đó, để nãy ông Tân rồi đây không? Bỏ đâu? Nó đứng mới đứng như này nè. Ông chạy ra đây mà. Biết không, đi lại đây trước rồi. Đó nè. Rồi, dựng cho người ta cái. Để dựng cho người ta cái. Bỏ cạnh dưới đây, để ngồi ở đây là, hiện tại là ở đây là chợ giữa Vĩnh Kim nha mấy anh chị. Dạ. Đây là ông thầy xây ha. Đây là chợ nha mấy anh chị. Thầy xây vô thể dục. Thầy hơi ẩu rồi đó. Có sao tôi nói vậy? Đây là tài xế. Tài xế rất là cục xúc nha mấy anh chị. Tài xế này cục xúc lắm. Cái miệng con đâu biết chạy trên đường chữ thầy tối ngày. Tài xế này nè. Mấy lãng anh Tâm ăn cơm để mấy em đi ra chợ ăn bún luôn. Từ. Uống nhậu luôn. Đặng ăn cơm đi, mấy tuổi này đi mua, đi ăn bún. Bây giờ là chiều, bây giờ là mấy anh em sẽ đi ăn nha cả nhà ơi. Đi ăn bún luôn đi nè, mình đi đường này nè, đi đường này quay qua đi nè. Cái bán cộng à, đây 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 nè, đây nè, đi ôi trời. Ở đây luôn, mất tiền vòng. Ừ. Rồi. Rồi nha, thôi vậy nè. Ừ. Vô màu. Anh ơi. Vô. Hôm nay cho bé rồi nha. Phải nhà em. Lớn nhốt trong bầy mà cái tính nó cũng như con nít vậy đó. Một đống ghế em xách lại tầng kia, một đống ghế lại bắt con cái một à. Dữ quê không? Nhưng mà lần đầu tiên xuống chợ nha các nhà, xuống chợ này chợ ơi. Chợ giữa Vĩnh Kim. Cho mà em mấy em thấy đi ăn thôi nôi á, mà về chắc chiều đói rồi mấy em sẽ xuống đây ăn bún nha cả nhà. Nhà xem nói chung là lâu lâu đi du lịch bữa chứ ở nhà chơi hoài giết cũng chán nha, đúng không cả nhà?
Đâu rồi? Là sao? Rồi à, cô bóng bóng búng rồi. Không kêu. Lại gì nè, để ngay lại gì nè. Ừ. Rồi, vô. Vô. Hôm nay là quốc cờ. Búp rì. Dép của Đức đó. Gọi cuốn ngon chưa trời. Gọi cuốn không? Tàu. Gọi bảy gọi cuốn nè. Ờ, tàu mang đâu ngay trời. Đâu đâu ăn rau đâu. Ủa, sẽ ăn rau. Ăn bún rau, ăn cuốn. Vậy ăn bún rồi đi, không đâu ăn cuốn nữa. Bắt vô đây. Thôi khỏi luôn đi. Có ăn. Chở lạnh nhưng có ăn gì trời. Bóp bóp cũng thấy đã. Cái đó gọi dịch. Đọc nhỏ luôn rồi nha. Đọc nhỏ luôn rồi. Đọc bằng nhỏ quá chứ lại. Ở dưới đâu? Trái một trái. Không phải một trái. Dài nè, cái băng xây là tôi sẽ nhỏ nè. Cái gì cho nổi. Hello cả nhà nè cả nhà. Bây giờ là ăn nghe cả nhà. Trời ơi, nó ngon người nè. Đây, cái tô này nó giá hả? Thử. Chú Hai ăn đi chú Hai. À, thì bây giờ mấy em sẽ vô tiệc với nhà mình ăn bún riêu nha. Trời anh đi nhỏ ơi. Thôi em mời cả nhà với em biết chốt nha cả nhà. Tàu của tao kêu thôi rồi phan 20 nè. Cứ ấy đi rồi. Nè, mình ăn trước đi mình ơi, bấm thổi hoài. Thôi bây giờ bún riêu nha cả nhà. Em mời cả nhà ăn với một miếng quyết trước nha cả nhà. Rồi. Ngon cả nhà. Tại mùi vị chứ lạ ngon. Ngon ngon. Rồi, ngon về. Đây. Quá ngon rồi. Đã giá rồi hả luôn. Chưa, chưa có giá. Đây kia. Có đèn đang chụp, đang chụp, đang chụp. Đang ngủ không? Ở lại, nhà có đơn. Bước chút, tắt. Rồi, chụp luôn rồi. Dạ. Rồi, chúng làm. Thưởng thức thưởng nước nha nhà ơi. Em mời cái nhà cho bên em miếng bún nha cả nhà. Ừ. Ngon xuất sắc luôn cả nhà. Nhưng mà ok đó. Quái giờ khẩu vị em luôn ngon. Đã hé luôn cả nhà nha. Anh em ăn xong hết trơn cả nhà. Giờ đi dạo một vòng chợ ở dưới Tiền Giang nha. Mạnh Thiên Gia đi lần nào cũng được. Đi con trước đó thôi, follow me. Như chợ chạy ở chỗ đốc mình nữa. Ừ. Đó. Chỗ đốc chạy cũng lớn nữa nha. Không hoành tráng rồi chạy đâu. Chợ giờ này đông lắm. Đến nhà mình chứ. Giờ ăn nãy giờ no cả nhà. Ăn giờ mình đi dạo một vòng cái cho nó xuống. Ăn ăn mà không no ăn chi. Rồi xuống. Cái tối cái vô trong kia cái mình sương sương nữa là được rồi. Là vừa rồi. Hello cả nhà, nay sáng rồi cả nhà.
Hôm qua mấy em đi đám thì cũng say quá. Bữa nay sáng này mấy em đi ăn thì hồi nãy anh hai với thứ hai với bắt mở hết rồi. Cái xe trước. Dạ, giờ mở mắt không ra đó các bạn. Đi ăn nha. Giờ bên kia hả? Đi ăn cơm ăn gì? Ăn cơm ăn gì? Đi ăn cháo lập. Đi ăn cháo lộc. Anh ăn hết cháo chưa lòng thương em. Ê. Không chơi trời. Trà má có hai điều mà. Cổ ăn tiếp sóc trăng tổ. Cơm ăn gì? Có bún thịt nướng nè, cơm nè. Bán gì? Cơm hay ăn đồ nước? Gì? Anh em ăn cơm hay ăn đồ nước? Cho ăn cơm không rồi. Cơm đi dưỡng bụng đi. Nó gà, cơm trâu gà. Ăn cơm đi trời. Là cơm trâu đó rồi. Gì? Cơm trâu đó. Ai ăn cơm đi trâu đi, cơm trâu. Ờ đi cơm đi con, qua này cơm đi. Nó ăn tết từ cả nhà mình, nó tết ta bán bông đó trời. Con cũng ăn tết rồi đó. Ở đây nay hai mấy tết rồi, hai mấy tết mà nó đầy chắc nữa chắc đầy qua hết trơn luôn. Con muốn chào bá không? Này xuống tới đây em ăn con nồi nha các nhà. Tới vui tới chỗ đồng bánh luôn. Ngồi đồng bánh luôn. Ông thầy ăn đeo kiến quay. Ông thầy đó. Mày say đó hả? Đây. Rồi, con đem lòng mày. Đeo kiến thấy được ăn không? Vô ông nậu. Kiến đi. Quậy luôn. Cái nhà con tôm, tôm gì? Tôm sông. Tôm sông hả? Tôm đà xanh. Ông nậu. Rất là bự, rất chi là bự luôn. Trời ơi. Đéo mẹ nha. Ai giơ tay lộn cho mình con tôm ha. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà nha.